cũng xin thông báo một điều là trong cái buổi họp mặt 50 năm của khóa 63 sinh viên sĩ quan không quân có được thu hình và làm ra DVD. Nếu tất cả quý anh chị nào muốn mua cái DVD đó giá 10 đồng sẽ liên lạc với người đại diện của cái khóa mình. Ví dụ như bên 63A liên lạc với anh Bút, bên 63D liên lạc với anh Hiền, rồi 63 EF và G thì liên lạc với người đại diện khóa của mình để mua cái DVD đó. Và để tiếp nối chương trình thì xin mời đại diện khóa EF lên có vài lời với anh em 63. Sinh viên sĩ quan Quỳnh Tu Huệ khóa 63 AF xin trân trọng kính chào Bộ Tư lệnh và quý vị niên trưởng cùng các thân hữu của 63. Kính thưa quý vị và các bạn, thắm thoát mà đã 50 năm kể từ ngày chúng tôi rời ghế sân trường đại học để lên đường bảo vệ tổ quốc. Tôi xin lỗi nói cái câu bảo vệ tổ quốc nó hơi tự hào xíu, bởi vì sĩ quan không quân của chúng tôi toàn là những người tình nguyện. Nhớ ngày nào còn chập chững đến bước 1, 2, 3, 4 cung đường, rồi mỗi người đi một nơi, mỗi người học một môn. Nếu may mắn ở chung một phi đoàn, ở chung một sư đoàn thì còn gặp nhau, còn không thì cho tới bây giờ mới gặp mặt, tay bắt mặt. Thì trong cái nỗi vui mừng gặp gỡ này, chúng tôi không khỏi buồn người nhớ tới những người bạn đã nằm xuống, những người bạn đã vĩnh viễn ra đi để bảo vệ tổ quốc, những người xứng đáng mang trong người vốn tiếng diệu dân thân. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn các anh trong ban tổ chức. Thật tình, chúng tôi nghĩ là các anh trong ban tổ chức có một cái ý nghĩ thật là tuyệt vời, là tổ chức một ngày hội ngộ để cho toàn thể các anh em cùng thời với nhau gặp mặt ngày hôm nay. Đó cũng là một cái hành trang, một cái kỷ niệm để chúng ta mang theo trong những ngày còn lại của cuộc đời. Do đó chúng tôi mong rằng tất cả quý vị và tất cả các bạn, chúng ta phải vui một đêm thật là vui để cho những ngày còn lại của chúng ta có nhiều ý nghĩa. Cảm ơn anh Huệ rất nhiều. Và bây giờ để tiếp tục chương trình văn nghệ tối nay, chúng ta hát cho nhau nghe. Tôi sẽ chờ bốc thăm kế tiếp. Tại sao? Chưa bao giờ tôi làm điều hợp văn nghệ bắt đầu những người quen không mà. Chắc có lẽ là tôi quen tất cả các anh các chị đấy quá. Người bạn kế tiếp không những anh ta là bạn cùng khóa mà anh ta lúc trước cùng ở trong ban văn nghệ của Trung Nam, và khi tôi nhắc lại anh mới nhớ anh này có cái đề tài rất là hay. Anh ấy hát bài, nếu quý vị nào nhớ, chân thủ lưu đồn, chân thủ lưu đồn ngày thời canh điểm tối dồn việc quan anh ơi này. Rồi đây là cái người chính xác cái bài đó, nhưng mà anh ta không hát bài này đâu. Thưa quý vị, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị anh bạn cùng khóa với chúng tôi, Bạch Diễm Sơn. Mời Bạch Diễm Sơn lên. Ồ, anh Sơn đây rồi.
Thưa quý vị, anh Sơn sẽ hát nhạc phẩm bài Tango. Cho anh hay cho em? Không phải hả? Ồ, anh Sơn sẽ tự giới thiệu, tại vì tôi chỉ làm theo cái bổn phận điều hợp. Những cái gì mà những anh khác kia trong này tôi sẽ lặp lại. Anh Sơn đánh hát bài này chắc có lẽ là anh hát cho chị chứ không phải là anh hát của tôi, nghe lắm thoáng. Dường như anh Sơn đánh hát cái bài này để chị Sơn hát thì đúng hơn. Thưa quý vị, anh Sơn sẽ hát nhạc phẩm Ghen. Sự diễn tả của anh Sơn trong cái nhạc phẩm Ghen vừa rồi làm tôi cũng cảm thấy ghen.